Phương xin kính chào quý vị. Sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin Kinh tế Thế giới do bản biên tập Tuổi Trẻ Hải Ngoại biên soạn. Kính thưa quý vị, văn phòng luật sư Dewey và LeBeouf đã đề đơn xin bảo hộ phá sản theo chương 11 và sẽ xin được cho phép thanh lý kinh doanh của công ty sau khi không tìm được một đối tác để sáp nhập. Đây là sự sụp đổ của một văn phòng luật sư lớn nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ. Từng là một trong những văn phòng luật pháp hạng nhất tại Hoa Kỳ, Dewey đã bị ảnh hưởng bởi sự mất mát của một phần lớn khoảng 300 đối tác của công ty trong bối cảnh có những lo ngại về vấn đề bồi thường và một gánh nợ nặng. Dewey đã cảnh báo các nhân viên vào hồi đầu tháng này về khả năng công ty có thể phải đóng cửa. Công ty cho biết trong hồ sơ nộp tại tòa án rằng đã quyết định ngưng hoạt động sau cuộc đàm phán sáp nhập với các văn phòng luật sư khác đã không đi đến một thỏa thuận. Công ty cho biết sẽ yêu cầu khoảng 90 nhân viên ở lại để trợ giúp trong việc thanh lý, mà theo dự kiến sẽ được hoàn tất trong vài tháng tới. Điều kiện kinh tế tiêu cực cùng với các thỏa thuận bồi thường cho các đối tác của công ty tạo ra một tình hình thiếu nguồn tiền mặt để trang trải cho các chi phí vốn và những khoản bồi thường. Theo hồ sơ khai phá sản, các khoản nợ mà Dewey phải trả được liệt kê trong khoảng từ 100 triệu đến 500 triệu Mỹ Kim. Theo Bộ Lao động Hoa Kỳ cho biết, công ty đã sa thải 433 trên tổng số 533 nhân viên của văn phòng tại New York vào hồi đầu tháng này. Mẹ thiên nhiên đã mỉm cười với những người tìm mua nhà tại Hoa Kỳ, nhưng ơn tốt của mẹ thiên nhiên đã không làm gì nhiều cho sự phục hồi trong giá nhà. Theo chỉ số Case-Shiller của tháng 3 cho thấy, khi kết thúc tam cá nguyệt đầu của năm 2012, mức giá bán nhà tại Hoa Kỳ xuống đến mức thấp sau cuộc khủng hoảng. Giáo sư Đại học Yale, ông Robert Shuler, người đồng sáng lập chỉ số, cho rằng vẫn chưa có thể nói là thị trường nhà ở tại Hoa Kỳ đã hồi phục. Ông Shuler giải thích, có những dấu hiệu có thể được cho là dấu hiệu của sự phục hồi, nhưng dự báo thị trường liên quan đến rất nhiều yếu tố, bao gồm cả những gì quốc hội sẽ làm, cũng như tình hình thâm hụt tài chính ra sao, điều gì sẽ xảy ra với châu Âu. Ông cho rằng hiện đang có rất nhiều các đám mây nơi chân trời, vì vậy theo ông vào thời điểm này, không có bất kỳ lý do gì để gọi đây là một bước ngoặt trong thị trường nhà ở. Tuy nhiên, mức độ giảm hàng năm của giá bán nhà đã chậm lại, và đối với một số thành phố, thậm chí đã có tin tức đáng khuyến khích, như tại Charlotte, Dallas, Denver, Detroit, Miami, Minneapolis và Phoenix, mức giá bán nhà trong tháng 3 đã tăng so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, theo bản báo cáo, thì cần có thêm nhiều khu dân cư tại Hoa Kỳ được nhìn thấy giá bán nhà gia tăng trở lại trước khi có một sự phục hồi vững chắc trong thị trường nhà ở. Nhiều công ty châu Âu muốn rút khỏi Trung Cộng. 22% các doanh nghiệp châu Âu tại Trung Quốc muốn rút khỏi quốc gia này vì giá nhân công cao và hệ thống pháp luật bất ổn. Cuộc khảo sát của Văn phòng Thương mại châu Âu tại Trung Quốc đối với 557 công ty thành viên đưa ra nhận định, Trung Quốc là một thị trường mang tính chiến lược, ngày càng trở nên quan trọng đối với các công ty châu Âu, nhưng lại có một tỷ lệ lớn các công ty châu Âu muốn tái định hướng đầu tư và rời khỏi Trung Quốc, nơi giá cả ngày càng đắt đỏ, để chuyển sang các quốc gia đang trỗi dậy khác như Việt Nam hay Campuchia. Theo điều tra trên, ba nỗi lo ngại lớn nhất của các doanh nghiệp châu Âu tại Trung Quốc. Thứ nhất là tốc độ phát triển chậm lại. Đây là nỗi lo của 65% các doanh nghiệp. Nỗi lo thứ hai là giá nhân công tăng cao. Có 63% các công ty lo lắng nhất về điều này. Và nỗi lo thứ ba là nền kinh tế thế giới suy giảm. Đây là nỗi lo lớn nhất của 62 công ty. Riêng về giá nhân công, 59% các công ty được hỏi tỏ ra bi quan về tương lai trước mắt. Tỷ lệ này lên đến 75% đối với các doanh nghiệp tại vùng châu thổ sông Châu Giang, tức khu vực Quảng Đông, Hồng Kông, Macau. Ông David Cusino, trưởng phòng thương mại châu Âu tại Trung Quốc, phàn nàn rằng Trung Quốc đã có rất ít tiến bộ trong lĩnh vực pháp lý liên quan đến các doanh nghiệp. Theo lãnh đạo phòng thương mại châu Âu, trong bối cảnh giá nhân công tăng cao, thì hy vọng được đặt vào môi trường pháp lý sẽ được cải thiện để mang lại công bằng cho cạnh tranh. Tuy nhiên, cho đến nay, có tới 50% các doanh nghiệp châu Âu tại Trung Quốc đã từng ít nhất một lần bị lỡ cơ hội vì các rào cản pháp lý bất công. Để tiếp tục tồn tại tại Trung Quốc, 52% trong số các doanh nghiệp được khảo sát
dự kiến sẽ đầu tư vào các khu vực mới, đặc biệt là các vùng sâu trong nội địa, nơi mức lương trả cho các nhân công thấp hơn và nơi mà các doanh nghiệp nước ngoài được khuyến khích. Nhưng trong số 78% các doanh nghiệp có thái độ lạc quan về các hoạt động của công ty trong 2 năm tới tại Trung Quốc, thì chỉ có 36% tin tưởng là họ sẽ gặp được các điều kiện thuận lợi. Tập đoàn Samsung vừa cho ra mắt điện thoại thông minh mới nhất của thương hiệu là Galaxy S3 tại châu Âu vào buổi tối thứ Ba, nhắm mục tiêu doanh số bán hàng cao hơn phiên bản Galaxy trước, đã giúp cho công ty Nam Hàn qua mặt được Apple, trở thành nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất thế giới. Hôm thứ Tư, điện thoại thông minh Galaxy S3 đã được bán tại các cửa tiệm của 28 quốc gia châu Âu và Trung Đông. Samsung nhắm mục đích tạo thêm khoảng cách dẫn đầu đối với Apple vài tháng trước khi một chiếc iPhone mới được dự kiến sẽ cho ra mắt trong quý thứ Ba. Một trong những điều mới lạ của điện thoại thông minh Galaxy S3 là khả năng theo dõi những chuyển động của mắt của người sử dụng để giữ cho màn hình không bị tắt đi trong khi đang được sử dụng. Samsung đã cố gắng bắt chước Apple để tạo sự ồn ào xung quanh sự kiện ra mắt của một sản phẩm mới. Tuy nhiên, một số các khách hàng chọn mua phiên bản màu xanh blue sẽ phải chờ một vài tuần để nhận được điện thoại của họ vì có sự chậm trễ trong sản xuất. Tại London, hàng trăm người đã tham dự một sự kiện ra mắt hào nhoáng tại trung tâm mua sắm Westfield ở phía tây của thủ đô Anh Quốc. Một phát ngôn viên của Vodafone tại Anh Quốc cho biết Galaxy S3 là điện thoại thông minh Android đã được đặt trước nhiều nhất. Điện thoại thông minh này chạy trên hệ điều hành Android của Google, có màn hình 4.8 inch, một trong những màn hình lớn nhất trên điện thoại thông minh, và lớn hơn nhiều so với màn hình 3.5 inch trên iPhone 4S. Một khách hàng cho biết, ông không thích các sản phẩm của Apple ở chỗ tất cả mọi thứ đều phải thông qua iTunes. Một khách hàng khác cho biết ông quyết định thay điện thoại iPhone 3GS bằng điện thoại Galaxy mới, chủ yếu là vì hệ điều hành Android có Flash Player. Các công ty viễn thông hàng đầu thế giới, từ Vodafone của Anh Quốc cho đến Singtel của Singapore, đã bắt đầu quảng cáo mạnh mẽ cho điện thoại Galaxy S3, thúc đẩy dự đoán chiếc điện thoại thông minh này có thể qua mặt doanh số bán kỷ lục 20 triệu trên toàn thế giới của phiên bản trước là Galaxy S2. Chính Samsung cũng đang hy vọng phiên bản mới này sẽ đạt được kết quả kinh doanh tốt hơn so với phiên bản trước. Samsung đã bán được 44.5 triệu điện thoại thông minh trong khoảng thời gian từ tháng Giêng cho đến tháng 3, tức khoảng 21.000 điện thoại trong một giờ đồng hồ, chiếm 30.6% thị trường. Apple đã bán được 35.1 triệu iPhone, chiếm 24.1% thị trường. Trong cuộc chạy đua giành vị trí hàng đầu trên thị trường điện thoại thông minh toàn cầu, Apple đã cáo buộc Samsung sao chép một số các sản phẩm của mình. Công ty Nam Hàn đã trả đòn, nói rằng Apple đã vi phạm bằng sáng chế của mình. Cả hai đã phủ nhận cáo buộc của bên kia và câu chuyện dài pháp lý vẫn còn tiếp tục. Và với một điện thoại thông minh mới vừa được cho ra mắt và có thể trở thành sự lựa chọn của những khách hàng yêu thích các thiết bị tech, cổ phiếu của Samsung đã gia tăng cao, tạo cho công ty điện tử Nam Hàn một hình ảnh tươi mát mới. Đó là hình ảnh bên ngoài, trên sân khấu. Nhưng đằng sau hậu trường là một hình ảnh ảm đạm hơn nhiều. Chủ tịch của tập đoàn Samsung, ông Lee Kun-hee, đang phải chống đỡ lại 3 vụ kiện từ những người thân yêu cầu bồi thường lên đến 1 tỷ Mỹ Kim giá trị tài sản. Trận chiến pháp lý có thể ảnh hưởng đến kế hoạch của ông Lee muốn trao lại quyền điều hành của tập đoàn cho người con trai duy nhất là ông Jay Lee. Samsung là một trong những tập đoàn gia đình lớn nhất và thành công nhất tại Nam Hàn, thường được gọi là Chaebol, có nghĩa là gia tộc giàu có. Các tập đoàn hàng đầu của Nam Hàn do gia đình kiểm soát, bao gồm Hyundai, LG, Samsung. Các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ diễn biến của các thủ tục tố tụng giữa các thành viên trong gia đình Samsung. Nhưng vào thời điểm này, hầu hết các nhà đầu tư đều nói rằng sự phát triển sản phẩm thần kỳ của Nam Hàn được coi trọng hơn so với những lo ngại về cấu trúc gia đình trị lỗi thời của các công ty. Công ty quản lý tài sản Rothschild đã mua mạnh mẽ cổ phiếu của Samsung. Samsung được đánh giá là đã thành công một cách tuyệt vời trong 10 năm qua, và thành công này là nhờ tài năng của các giám đốc điều hành, chứng minh rằng cấu trúc gia đình trị không phải là một trở ngại cho sự phát triển của tập đoàn. Các công ty Nam Hàn đã đầu tư rất nhiều trong vài năm qua, vượt qua mặt các đối thủ cạnh tranh Nhật Bản.
kiểu dáng đẹp của Galaxy S3 của Samsung là một dấu hiệu của sự thành công này, trừ khi trận chiến gia đình trở nên tồi tệ đến mức ảnh hưởng đến sự phát triển của thương hiệu. Vừa rồi là bản tin Kinh tế Thế giới do ban biên tập Tuổi Trẻ Hải Ngoại biên soạn. Xuân Phương xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần sau.